Rồi, đồ câu Trần Tiến xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Hôm nay thì em có giới thiệu tới cô chú anh chị một lô cần bãi Nhật. Thì ở đây có cần lua, cần dây trong, cần hai khúc ba khúc, cần ISO khoan lớn khoan nhỏ, cần súp, một cây cần tay, một cây cần ISO biển, với một cây cần rút lóng dài hàng đỉnh, với lại một cây súp leader. Rồi, em giới thiệu mọi người cái lô này là lô S nha, lô S. Rồi, giới thiệu mọi người cái S1 nha. Giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển một cây cần thì tầm khoảng 40 đến 50 tùy vào khu vực giao hàng nha. 40 đến 50. Em thu tiền máy, còn tiền vận chuyển thì cứ bên bưu điện sẽ tính với mọi người khi nhận cần nha. Rồi, em giới thiệu mọi người cây S1. S1 là cây cần lua, lua lắp tích 2, dài 1m8. Dài 1m8, hãng của nó hãng SSM. Chiều tải mồi của nó là 4 đến 14 gram. Chiều tải lực của nó là 4 đến 10 lb. Khoan là khoan khoan đá thường nha. Khoan đá thường, không phải khoan Fuji. Khoan đá thường không phải khoan Fuji. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Đó, chất liệu carbon nha mọi người. Bass rất là đẹp. Cây này dài của nó 1m8. Cây này nặng là 115 g. Nặng 115 g. Giá cây cần S1 này á, em bán với giá là 500 ngàn. Cây cần S1 này em bán giá 500 nha, 500 ngàn. Rồi, tới cây cần S2. Cần S2 này cũng là một cây cần lua, lua máy đứng. Đó. Cây này nó không để cái hãng, nhưng cái tên của nó là Vatalite chứ. Dài 1m8, độ cứng L, made in Korea. Độ cứng L nha mọi người. Tải mồi tối đa tầm khoảng 12 g. 12 g. Khoan là khoan khoan Fuji đá sám xanh nha. Khoan Fuji đá sám xanh. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Cây này rất là đẹp nha mọi người. Khoan Fuji đá sám xanh. Bass là bass hãng nha. Cây này nặng là 95 g. Giá bán cây S2 này là 580 ngàn. Cây S2 này 580 ngàn. 580 ngàn nha mọi người. Rồi, S2 giá 580 ngàn. Rồi tới cây cần S3. S3 này là cây cây cần nó là hãng của nó là hãng không đợi hãng luôn. Nè. Quen code. Đó, hãng của nó mọi người. Cây này nó là bass rock cây. Dài 1m8. Chất liệu carbon. Chiều tải lực của nó là 2 đến 10 lb. Chiều tải mồi của nó là tối đa tầm khoảng 12 g. Khoan là khoan Fuji đá sẫm nâu. Khoan Fuji đá sẫm nâu. Chất liệu là chất liệu carbon nha mọi người. Cây này khá là ok, rất là đẹp. Nó chỉ có chạy ngay chỗ này thôi, chỗ này chạy nè. Đó, nó chạy ngay chỗ này. Bass là bass hãng của Mai của Cần. Không phải bass Fuji. Cây rất là đẹp. Cây này nó nặng là 105 g. Nặng 105 g. Cây S3 này em bán với giá là 580 ngàn. S3 này một là 580 ngàn nha mọi người. Đó, S3 giá 580 ngàn. S3 này giá 580 ngàn nha. Giá em bán chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, tới cây cần S4. Cây cần S4. Cây S4 này là cây Ryobi. Độ cứng UL. Độ cứng UL. Tải lực của nó là 2-8 lb. Tải mồi của nó là 2-8 g. Chiều dài của nó là 5,6 feet. Là tương đương với 1m68. 1m68. Khoan của nó là khoan Fuji đá sám xanh. Khoan Fuji đá sám xanh. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Chất liệu carbon nha mọi người.
Cây này rất là đẹp. Bát là bát bát này bát hãng luôn, bát Rhino, Rhino của Ryobi nha mọi người. Cán rất là đẹp. Rồi, cây S4. S4 này em bán với giá là 600.000. Cây này nặng của nó là 80 g. Đó, S4 giá 600. Cây rất là đẹp. Rồi, S4 giá 600.000 nha. Rồi, tới cây cần S5. Cây này cây S5. S5 này cây cần lua mấy ngang. Cần lua mấy ngang. Cây này Ryobi. Độ cứng nó ML. Ở dài 1m6. Chiều tải lực của nó là 12 đến 24 lb. Chiều tải mồi của nó tầm khoảng 10 đến 28 g. Khoan là khoan Fuji đá sấm xanh. Đó, chất liệu cần là chất liệu carbon. Chất liệu carbon nha. Cây khá là đẹp. Nó có cái lỗ ngay cái cán bần. Không ảnh hưởng gì nha. Cây khá đẹp nha mọi người. Mấy cái keo nữa, keo đi chỉ nè. Đó, keo đi chỉ nè. Cái keo keo làm bóng chỉ lâu ngày quá nó bị rạn nè. Nó làm nhám lên. Đó, không sao nha. Không có bị ảnh hưởng gì đó. Anh em câu kéo vẫn bình thường. Cái ngọn nè. Đó. Đây cũng bị nè. Chỉ có cái khoang đại ba là không bị thôi. Còn bao nhiêu là nó hơi bị rạn. Nó lên sừng á. Anh em gờ vô nó như là màu đen nhám vậy. Cây này cây S5. S5 này nặng là 118 g. Giá em bán là 600.000. S5 giá 600. S5 giá 600. Giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển. Phí vận chuyển là tầm khoảng 40-50 nha mọi người. Rồi S5. Rồi tới cần S6. S6 này cây cần dây trong. Đó, một cây cần dây trong. Một cây cần dây trong. Cây này hãng của nó hãng hãng của nó là hãng Shimano. Đó, Shimano. Shimano Aeros, độ cứng 30 và 2m4. Đó, chất liệu cần là chất liệu carbon. Đá là đá xít. Đá xít nha mọi người. Cây này độ cứng 32m4. Hãng Shimano của Aeros. Aeros là thương hiệu nội địa của Nhật. Nhưng mà thương tên Aeros này á. Rồi cây Aeros này á thì nó là hàng nội địa Nhật. Cây này nặng của nó 233 g. Ngọn 2 ly 9. Đó, cái S6 này em bán giá là 550.000. S6 giá 550.000 nha mọi người. S6 giá 550. Rồi, cái S6 giá 550.000. Rồi tới cái cần S7. S7 này cây Ryobi Made in Korea. Đó, cây Super AD. Độ cứng 30 dài 2m7. Chất liệu là chất liệu carbon. Khoan là khoan đá xít nha mọi người. Đá bóng nè, đá xít. Cây còn khá là đẹp. Bát là bát Fuji. Đó, cây này nặng 231 g. Ngọn 2 ly 2. Giá bán cái S7 này là 550.000. S7 này giá 550.000. S7 giá 550 nha mọi người. Rồi S7. Tới cây cần S8. Cây S8 này cây Daiwa. Daiwa Interline dài 2,5 m. Nó không ghi độ cứng.
không ghi độ cứng nha. Cái chỗ này thì nó bố nó có quấn keo, với quấn keo quấn chỉ, em tháo rồi mà vẫn còn dấu chỉ nha mọi người, hơi xấu một tí. Nhưng mà được cái hơi xấu chỗ này thôi, nhưng được cái này carbon hai da. Cái chỗ này nó chừa ra cái chất liệu carbon hai da cho mọi người thấy nè. Còn cái phút dưới này nó sơn màu đen này rồi, đi là còn màu bạc rồi, mọi người sẽ không biết nha. Nó sẽ chừa một khúc này để cho anh em thấy nó carbon hai da nè. Đó. Chất liệu cần là carbon. Đá là đá đá xít nha, đá xít. Cây này made in Taiwan. Cây này rất là đẹp. Cây này nặng là 280 g, ngọn 2 ly 2. Giá bán cây S mấy đây? S8. Giá bán cây S8. S8 này là 550 ngàn nha. S8 giá 550. Rồi, S8 giá 550. Tới cây S9. Cây S9 này cây cần 3 khúc. Cây cần này 3 khúc đánh bạo lực nè mọi người. Đó, cây này 3 khúc đánh bạo lực. Cái thông số tên hiệu của nó em không thấy nha, như chắc nó bị bay theo năm tháng rồi. Không còn một cái tên hay thương hiệu nào hết. Khoen của nó là khoen khoen của nó là khoen, để em coi tên khoen. Khoen này khoen Fuka nha mọi người. Khoen Fuka. Cái kia Fuji, còn cái khoen này khoen Fuka. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Đó, bát là bát nhôm. Bát nhôm. Cây này còn khá là ok, cây dành đánh bạo lực nè. Cây này rất là cứng. Chất liệu cần là chất liệu carbon nha. Khoen dưới nó khoen gấp nè. Gực lên là để đánh, còn hạ xuống là để cho nó gọn cần nè. Đó. Đó, thông số đây nặng của nó là 645 g. Ngọn 4 ly. Góc 28, dài của nó 3,6 m. Đó, giá cây S9. S9 này em bán cái giá là 1 triệu. S9 giá 1 triệu nha. S9 giá 1 triệu. Rồi, S9 giá 1 triệu. Rồi, tới cây cần S10. Cây cần S10 nè, cây cần 3 khúc. Đó, 3 khúc, hãng của nó là hãng Olympic. Cây này hãng Olympic nha. Đó, cái hãng của nó ghi nè, Olympic. Cây này Centauri, độ cứng 50, dài 3,3 m. Đó, độ cứng 50, dài 3,3 m. Khoan là khoan Fuji đá sẫm nâu. Khoan Fuji đá sẫm nâu. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Cây này khá là đẹp. Rất ok nha mọi người. Bát là bát Fuji. Bát Fuji. Cây này nặng của nó 345 g. Ngọn 2 ly 2. Cây S10 này em bán giá là 950 ngàn. S10 giá 950 ngàn nha. S10 giá 950. Rồi, cây này cây S10. Rồi, S10 giá 950. Rồi, tới cây S11. Đó, cây này cây S11. Cây này là cây Alpha Tackle. Đó, dài 2,9 m. Dài 2,9 m. Chất liệu carbon caro, rất là đẹp. Cây chất liệu carbon caro. Chất liệu carbon caro nha. Không biết tại sao từ cái tháp ngọn này nó không có caro. Đó. Nguyên bản nha. Cây này nó là mắt khoan Fuji 6. Khoan Fuji 6. Cây này khá là ok. Khá là ok. Cây này ngọn nó cũng dịu. Ngọn này của nó cũng dịu nha mọi người. Bát là bát bát Fuji. Nó để chữ Fuji bên đây nè. Đó, để chữ Fuji nè. Cái phôi rất là đẹp.
Đó, anh em xem nè, cái ngọn nè, cái ngọn rất ok nè, nó cũng dịu nha mọi người. Cây độ cứng tầm khoảng 30 đến 40, dành cho anh em nào đánh cá nhỏ. Rồi cây S11, cây S11 này thông số của nó đâu rồi, thông số nè, S11 thông số của nó là nặng là 368 gram, ngọn 2,5 ly. S11 này em bán với giá là 1.400.000. S11 này em bán với giá là 1.400.000. S11 giá 1.400.000 nha. Rồi S11. Rồi tới cái cần S12. S12 này một cây cần lua. Ở cây này là cây Daiwa. Daiwa Sichao. Dài của nó là 8,6 feet. Là 2m58. Cây này dài 2m58, made in Việt Nam. Cây này Việt Nam xuất Nhật nha, có tem tiêu thụ tại Nhật luôn. Việt Nam xuất Nhật. Độ cứng nó độ cứng L. Cây này dài 2m58, độ cứng L, tải mồi tối đa nó tầm khoảng 28 g. Cây này tải mồi tối đa tầm khoảng 28 g, vì cái chiều dài nó dài thì nó tải nó lớn hơn mấy cái cần ngắn. Cây này tải mồi tối đa khoảng 28 g. Khoan nó là khoan Fuji đá sám nâu. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Cây này nói chung nó còn rất là đẹp, rất là ok. Bass là bass Fuji. Thông số của nó là nặng là 185 g, chiều dài là 2m58. Giá em bán cây này là 850 ngàn. Cây S10 mấy đây? Cây này cái S12. S12 giá 850 ngàn. S12 giá 850. Giá em bán là chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Rồi S12 giá 850. Rồi tới cây cần S13. Cây S13 này cây cần ISO lở nha. Khoan là khoan Fuji. Bass Fuji FS7. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Nha mọi người. Cây này ngoại hình còn khoảng 90%. Độ cứng nó là 15 đến 20, dài 2m7. Thì dành cho anh em nào câu gần bờ hay câu cá chép, cá gô, cá chơi ok lắm nha mọi người. Cây này nặng của nó 176 gram, ngọn 1,8 ly. Chiếc tầng lóng nha, rất là đẹp. Cây rất ok nha. Cây này mới khoảng tầm 90%, nó có những cái dấu chày nhưng mà chày dăm dăm rất là nhỏ nè mọi người. Nè, cây này là dính bụi. Rồi cây này là cây S13 đúng không? Rồi S13 này em bán với giá là 700 ngàn. S13 này em bán với giá 700. S13 giá 700 nha. S13 giá 700 ngàn. Rồi tới cây cần S14. S14 này là một cây cần ISO. ISO khoan lớn. Cái cần ISO này là khoan Fuji. Chất liệu khoan Fuji. Cây này còn khá là đẹp. Độ cứng 3, dài 5m3. Hãng của nó hãng Ryobi. Cây này made in Korea. Cây này nó màu bạc, nhìn nó sáng sáng đẹp nha mọi người. Bass là bass Fuji đầy cao, bass vặn. Cây này em cho mọi người xem nha.
Ngoại hình tổng thể nó còn rất là ok nha. Cây này còn rất là, nói chung là còn ngoại hình còn rất là đẹp. Cây này rất là sáng luôn. Carbon nó xoắn dưới lớp sơn nhưng mà nó vẫn nổi gân lên em, gờ vô cái tay nè nó nhám nhám, nhám nhám cái gân xoắn của nó. Còn qua cái lóng ba này thì nó sẽ trơn, nó không thấy. Qua lóng ba nó trơn không thấy. Cây này rất là đẹp luôn mọi người. Rồi, thông số kỹ thuật của cái cây S14. Cây S14 này là nặng là 338 gram, ngọn 1 ly 7. Giá cây S14 này em bán là 1 triệu 150 ngàn. Giá cây S14 này là 1 triệu 150 ngàn. Đó. 1 triệu 150 ngàn nha mọi người. Rồi, S14 giá 1 triệu 150 ngàn. Rồi, tới cây cần S15. S15 này nó có bao nè. Là một cây cần ISO khoan nhỏ. ISO khoan nhỏ. Cây này nó là cây Gamakatsu. Đó. Nó có để chữ dưới đây luôn nha mọi người. Gamakatsu. Đó, Gamakatsu. Cây này cũng còn rất là ok. Cây này nó là độ cứng 2 dài 5 mét. Đó, độ cứng 2 dài 5 mét. Gamakatsu này nó là hàng nội địa của Nhật Bản nha. Gamakatsu là hàng nội địa Nhật. Khoan của nó là khoan Fuji. Khoan Fuji khoan nhỏ, độ cứng 2 nha mọi người. Độ cứng 2 thì nó dành cho anh em nào có cá chép nha, cá chép, cá rô. Ngọn rất là dịu, ngọn rất là mỏng nha. Rồi, thông số từng ngọn của nó nha mọi người. Cây này cây S10 15. Cây này còn khá là ok nha mọi người. Phôi này phôi màu nâu. Đó, sơn nó sơn màu nâu. Màu nâu. Gamakatsu mà em bán với giá cũng rẻ nha mọi người, chứ không có cao. Hãng Gamakatsu thì giá chỉ thị trường nó rất là cao. Đó, da cây này em bán giá nó cũng hữu nghị. Rồi, thông số kỹ thuật thì kỹ thuật của nó là nặng là 340 gram. Đường kính gốc là 24. Đó, cây Gamakatsu S15 này em bán với giá là 1 triệu 200 ngàn. Đó, giá 1 triệu 200 ngàn nha. Rồi, cây S15 giá 1 triệu 200 ngàn. Rồi, tới cây cần S16. S16 này là cây Daiwa. Daiwa made in Japan luôn nha mọi người. Ở made in Japan luôn. Cây này cây cần Aikada dài hỗ trợ máy nha. Nó như cần tay trợ máy gì đó. Nó như cần tay trợ máy nha mọi người. Nó là gum nè. Gum từ 4m2, anh em chơi 4m2 cũng được mà chơi 5m3 cũng được, hai chế độ gum. Đó, nó gum dài ra nè. Đó. Cây rất là ok luôn. Khá là đẹp. Made in Japan luôn nha mọi người. Đó. Cây này cắt lóng nó rất là đẹp. Nó những cái dấu chày nhưng mà chày nó nhỏ nhỏ không à. Ok lắm nha mọi người. Rồi. Rồi, thông số kỹ thuật của nó. Cây này là bát, nó là bát Daiwa Fuji. Đó, bát Daiwa. Bát Daiwa nha mọi người. Cây bát này bát Daiwa. Nặng là 166 gram, gốc là 19. Giá cái cây S16 này là 1 triệu 200 ngàn.
Giá cái S16 này là 1.200.000. Rồi, S16 này em bán giá là 1.200.000. Cây này khá là ok luôn. Rồi, S16 giá 1.200. Rồi, tới gần S17. S17 này là một cây cần ISO khoan nhỏ. ISO khoan nhỏ dành cho anh em đánh biển. Đó, cây này rất là cứng. Cây này độ cứng nó cứng lắm nha mọi người. Mấy cây ISO đánh cây ISO thường của mình nó không có cứng bằng nó đâu. Bass là bass Fuji FS6. Cây này khá là đẹp. Cây này hãng của nó hãng Nissin. Đó, hãng của nó hãng Nissin. Hàng nó là hàng nội địa của Nhật nha. Cây này nó không để made in, nhưng cây này chắc chắn là made in Japan nha mọi người, nó không để chữ made in đâu, nhưng mà chắc chắn nó hàng nội địa Nhật, có tem nè. Tem Nhật nè mọi người. Cây này dành cho anh em đánh biển, ISO biển. Đó. Cái ngọn nó là ngọn sợi thủy tinh nha. Ngọn sợi thủy tinh. Nó rất là cứng. Anh em cho coi ngọn chút nè. Đó. Rất cứng nha. Ngọn sợi thủy tinh, ngọn màu trắng. Nguyên bản cần là như vậy nha mọi người, chứ không phải là lai nha. Cần này nguyên bản là như vậy luôn. Cần nguyên bản của nó là như vậy, chứ không có lai liếc gì đây nha mọi người. Cây này dành cho anh em câu biển. Độ cứng tầm khoảng 6-7. Độ cứng 6-7. Nó không ghi độ cứng, nhưng độ cứng 6-7. Dài 3m6. Ngọn sợi thủy tinh. Còn từ lóng 2 cho xuống là chất liệu carbon. Đó. Cây này thông số kỹ thuật của nó là nặng là 254 g, góc là 20, góc 20 nha. Rồi, giá cây S17. Cây S17 này em bán giá là 950.000. S17 này em bán giá 950.000. S17 giá 950 nha. Rồi, tới cây S18. S18 cũng là một cây ISO khoan nhỏ dành cho anh em câu biển luôn. Cây này cũng là hãng Nissin luôn. Dài 3m6, nhưng ở đây nó có đỡ chữ made in Japan. Nó có để nha. Còn cái cây cây S17 không có để nha. Cây S17 không để, cây này cây S18. Cây này có để chữ made in Japan luôn. Hãng của nó hãng cũng Nissin luôn nha mọi người. Hãng Nissin. Bass gọi là bass Fuji luôn. Khoan nó khoan Fuji đó, khoan Fuji nhỏ, khoan Fuji khoan nhỏ. Ngọn cũng là ngọn sợi thủy tinh. Ngọn sợi thủy tinh không phải carbon. Cái ngọn này rất là cứng, nó cứng hơn cây S7 nhiều. Nó cứng hơn cây S7 rất là nhiều. Từ lóng 2 trở đi nó là carbon. Cây này rất là đẹp. Cây đẹp khoảng 95%. Cây đẹp khoảng 95%. Anh em xem cái ngọn nè. Cứng lắm nha mọi người. Cứng lắm. Cây ngọn này cứng. Rồi cây này cái S18. Thông số cây cần S18 này là đâu rồi? Thông số ở đâu nè? Nặng là 312 g, góc là 22. Giá cái S18 này em bán là 1.050.000. S18 này em bán giá là 1.050.000 nha. Giá em bán 1.050.000. S18. Rồi, tới cái S19. S19 này cây một cây cần lục. Đó, cây cần lục. Cây súp nha. Súp chai tơ. Dài là 3m9. Đó. Khoan của nó là khoan thường, khoan đá sứ thường, không phải khoan Fuji nha. Chất liệu cần của nó là carbon. Cây này nặng, cây này độ cứng khoảng tầm DX. Cây này khoảng DXT, độ cứng tương đương 25. Cây này còn khá là ok nha mọi người. Cây này khá là đẹp á. Cây này cây S19. S19.
S19 này nặng là 338 g, ngọn 21. Giá cái S19 là 850 ngàn. S19 này em bán giá là 850 ngàn. Bát là bát thường nha, không phải bát Fuji nha. Rồi, S19 giá 850 ngàn. Rồi, tới cái S20. S20 màu này cũng là một cây cần lục. Đó. Cây này là cây Direct Sub, độ cứng 25, dài 3m9. Độ cứng 25 tương đương với DXT. Đó. Khoan nó là khoan Fuji đá xám xanh. Khoan Fuji đá xám xanh. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Đó, cây này xoắn ngọn nó ok lắm nha mọi người. Cây rất là đẹp nha. Cây đẹp khoảng tầm 90% trở lên. Nó có những cái dấu chày nhẹ, với lại nước em rửa nó hơi ố, thì nó sẽ hơi ố trong hình nha. Anh em về chùi nó ra hết à. Cây còn khá là ok nha mọi người. Khá là đẹp. Cây này cái S20. S20 này thông số kỹ thuật của nó là nặng là 364 g, ngọn 2 ly. Đó, bass là Fuji. Rồi cái S20 này em bán cái giá là 1.100.000. Đó, S20 giá em bán là 1.100.000. Giá 1.100.000 nha. Rồi tới cây S21. S21 này cũng là một cây cần súp câu lục. Đó, dành cho anh em câu lục. Cây này cây Daiwa, Daiwa Metal Sub G, độ cứng 25, dài 4m2. Đó, độ cứng 25 tương đương với DST. Bass là bass Fuji FS7. Khoan là khoan Fuji đá xám xanh. Đó, chất liệu cần. Cây này chất liệu là carbon. Ngoại hình nói chung là còn khá là sáng. Khá là sáng nha mọi người. Nó có những cái dấu chày, nhưng mà nó chày nhỏ nhỏ dăm dăm không à, không ảnh hưởng gì. Đó, nè, đây có dấu chày nè, anh em thấy không? Chày dấu này thôi. Còn như là xước nhẹ không à. Cây này khoan Fuji luôn. Thông số kỹ thuật của nó, ở đây nó chày nhiều nha, cái cán gốc nè. Cây này Made in Korea. Cán gốc nó chày nhiều. Cái thông số kỹ thuật của nó là 397 g, ngọn 2 ly 4. Đó. Rồi giá cây S21 này em bán giá 950 ngàn. S21 giá 950 ngàn, giá em bán chưa bao gồm phí vận chuyển nha. S21 giá 950. Rồi tới cây S22. S22 này cũng là một cây cần lục. Đó, cây cần lục súp hãng Ro Marine. Ở pencil, độ cứng 25 39. Bass là bass thường, không phải bass Fuji. Khoan cũng là khoan thường nha, khoan đá thường, không phải khoan Fuji. Chất liệu cần là chất liệu carbon. Đó, cây chất liệu carbon rất là đẹp. Cây này carbon đẹp nha. Ngoại hình rất là sáng. Nó hơi chạy chỗ này một tí, không ảnh hưởng gì nha. Cây này cái S22. Đó, thông số kỹ thuật của cái S22. Cái S22 này nặng là 348 g, ngọn 2 ly 6. Đó, cái S22 này em bán giá là 700 ngàn. S22 giá em bán là 700. Rồi S22 giá 700. Rồi tới cái S23. S23 này là một cây cần tai. Đó, cần câu tai. Cây này nó xoắn nhìn ghê gớm nha mọi người. Nó xoắn gân nổi luôn á, anh em gờ vô cái nổi gân lên trên tai luôn. Cây này hãng của hãng Suzumi. Hãng Suzumi. Nặng là 136 g. Góc là 15. Độ cứng nó 3H. Rồi, cái cây cần này là 4,5 m nha mọi người. 4,5 m. Đó.
lóng cái ngọn với lại cái lóng hai nó là carbon thường, từ cái lóng 3 trở đi nó mới là carbon xoắn nha mọi người. Nó xoắn gần nổi luôn. Đó, lóng tới lóng 2 nè. Lóng 2 là chất liệu carbon. Đây cái lóng 3. Lóng 3 xoắn gân nha mọi người. Đó, xoắn gân rất là đẹp. Xoắn rất đẹp nha. Cây này em chưa vệ sinh. Em mà vệ sinh cái là nó xoắn chân luôn á. Cây này cái S23. Cây này cái S23, S23 24 ta. Cây này cái S23. Cây khá là ok luôn, rất đẹp. Em thu lại nha. Dài là 4,5 m. Đó, cây này cây S23. Xoắn gân rất đẹp. Gân nổi nha mọi người. Xoắn gân rất là đẹp luôn. Rồi, cây S23 này em bán giá là 1.600.000. S23 giá 1.600.000 nha. Có túi, có bao, có nắp luôn. Rồi, S23 giá 1.600.000. Tới cái cần S24. Đó, anh em nào lấy cái cây S24 anh em dằn cọc em trước 200 nha. Vì cây giá cây này giá trị mất tiền, anh em dằn cọc em trước 200 cái cây này thì em sẽ gửi bưu điện. Cây này dàn khoan V6 nè, nhìn thấy dữ dằn anh em. Cây này rất là khủng luôn á, hàng khủng mà. Đó, cây này cây Isogen. Isogen nặng độ cứng là 100, dài 4 m. Đó, đồ cứng 100, dài 4 m, carbon gân nó rất là gân nha. Hãng nó hãng Cosmo. Hãng thương hiệu nội địa của Nhật. Mắt cây khoan là bát Fuji, Fuji tem vàng. Cây này rất là đẹp. Chụp nắp là chụp zin luôn nha mọi người. Đó, chụp zin theo cái cần luôn. Khoan nó là khoan Fuji 6. Đó, dàn khoan đánh biển nè, anh em nhìn ghê chưa. Ngọn nó là ngọn carbon luôn, nhưng mà nó phủ một cái lớp xăng trắng để anh em câu biển. Sẽ phản quang lại nha. Cái này khá là đẹp. Chất liệu cần carbon rất ok nha mọi người. Cây rất ok nha. Cây này nó hơi cao tiền. Em sẽ quay kỹ từng chi tiết cho mọi người. Cây rất là đẹp. Dàn khoan không ăn tiền ở dàn khoan nè mọi người. Nhìn ghê chưa. Dàn khoan sửng sốt luôn. Đó, cây này thông số của cây này. Cây này nó là nặng là 590 g. Nặng 590 g, ngọn 3 ly, gốc 25. Đó, cái S24 này em bán giá là 3.200.000. S24 giá 3.200.000. Cây này dành cho anh em mà nó đánh Isogen nha. Đó, đánh bạo lực. Rồi, cây S24 này là 3.200.000. Tới cây S25. S25 cây này là cây cần gốc Shimano Aeroline, đầu cứng 30, dài 2,4 m. Cây này made in Japan nha mọi người. Made in Japan. Đây là chữ made in Japan ở đây nha. Anh em thấy không? Ở made in Japan. Khoan nó là khoan Fuji đá xám xanh. Bát là bát Fuji. Cây rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp. Cây này nó xoắn. Đó, anh em thấy gân xoắn không? Nó xoắn từ ngọn luôn. Cái ngọn của nó nè. Ngọn mà nó xoắn cái này nè. Đó, ngọn nó xoắn xoắn tít lên tới ngọn luôn nha mọi người. Đó, xoắn dữ lắm luôn á. Cái này dành cho anh em nào câu cá cháp được nha. Cá cháp, cái gì, cái giò được. Cái ngọn của nó cũng mảnh, không có cứng lắm.
Đây lông hài nó xoắn nè, đó lông hài xoắn nè, có định vị luôn nè. Anh em thấy không, có định vị luôn. Có định vị lóng luôn. Định vị lóng nha mọi người. Cây này rất là đẹp. Cây này S25. S25 này thông số của nó nặng là 148 g. Góc là 13,5, ngọn 2 ly. Đó, cây S25 này em bán giá là 1.400.000. S25 giá 1.400.000. Cây này rất là đẹp. S25 giá 1.400.000. Rồi tới cây S26. S26 này anh em nào lấy cũng dàn cọc em trước 100 đến 200, để em nhận cọc em chị em giao bưu điện nha. Tại mấy cây này cây mắc tiền, cây này hàng nó mắc tiền. Đó, cây này nó là đây Shimano Sub Leader, dài 4m25, độ cứng CXT. Cây này là made in Indonesia, ở hàng Indo. Có những cái dấu chày nhỏ nhỏ ở đây thôi, đó chỉ có chỗ này thôi, còn tất cả các lóng trên còn rất là đẹp. Khoan nó là khoan Fuji đá xanh, có định vị khoan luôn nha mọi người. Đó, có định vị khoan luôn. Đó, định vị khoan mọi người. Ngọn rất là đẹp. Cây này nó đẹp khoảng 95%. Đẹp khoảng 95%. Đẹp 95% nha. Mấy chỗ này anh em chùi nó ra nè. Cây này rất là đẹp. Dành cho anh em nào câu lục. Đó, cây này đánh tầm khoảng 30 mét quay đầu nha mọi người. Đó, cây này đánh tầm khoảng 30 mét quay đầu. Bass là bass Fuji Talet. Thông số kỹ thuật của nó là nặng là 479 g, ngọn 2,5 ly. Cái S26 này em bán với giá là 3 triệu. Thì anh em nào lấy á, thì cứ dàn cọc em trước 100 đến 200, tùy anh em là mỗi tâm anh em thôi. Cứ dàn cọc em trước, còn bao nhiêu thì thanh toán với bưu điện. Đó, còn phí cước thì anh em tự thanh toán với bưu điện nha. Còn anh em nào có lấy mà có nhã ý á, thì anh em cứ chuyển khoản em trước hết cũng được, thì em sẽ bao phí vận chuyển, đúng không? Đó, anh em nào lấy cứ chuyển khoản em trước cũng được, em sẽ bao phí vận chuyển. Rồi cây này cái S26 này em bán với giá là 3 triệu. Anh em lấy alo trực tiếp cho em nhé. Rồi em cảm ơn mọi người.